chào cả nhà đến với kênh của em nha. Thì em cũng chúc cho cả nhà nhiều sức khỏe. Nếu mà cả nhà thấy cái kênh em hay, ý nghĩa thì cả nhà cho em xin một like, một chia sẻ, một đăng ký miễn phí nha cả nhà. Thì bữa nay em chia sẻ cho cả nhà cái cách mà bảo quản tỏi nè cả nhà. Em mới mua tỏi nè cả nhà. Lúc này mùa dịch này mình đi kiếm mua tỏi không phải dễ đâu cả nhà. Thì em biết cái gì thì em chia sẻ cho cả nhà. Đầu tiên là em có cái mâm nha cả nhà. Em có cái mâm. Thì em có cái bịch tỏi nè. Tỏi này em mua với giá là 50k một cái cân nè cả nhà. Đó. Bây giờ em sẽ chia sẻ cho cả nhà nha. Thì trước tiên thì em tách từng củ ra nha cả nhà. Mình tách nó ra vậy nè cả nhà. Tách nó ra rồi mình đem đi phơi nắng nha cả nhà. Bảo quản rất là lâu luôn cả nhà. Mình tách nó ra từng tép gì nè cả nhà. Mình đem đi phơi nắng á cả nhà. Mình bảo quản ăn rất là lâu luôn cả nhà ơi, không bị hư nha. Tại vì lúc này mùa dịch á, mình đi chợ nó cũng hơi khó khăn. Cho nên là mình cái này mình cũng không đi chợ nữa cả nhà. Mình đi lên trên kinh á, có cái chị đó chỉ bán tạp hóa nhỏ, mình hỏi rồi mình mua nè. Chứ bây giờ ra chợ cũng ghê lắm cả nhà ơi. Em chưa có dám đi chợ cả nhà. Mình chịu khó mình ngồi đây mình tách như cả nhà. Tách gì nè, coi cái muối nào, cái tép nào nó bị hư rồi, bị dập rồi đó cả nhà. Nói chung á, tỏi nó cũng ưa có cái sự cố hư ở trong cái củ tỏi lắm nha cả nhà. Đó, nè cả nhà thấy không? Nó ở trong á, nó bên trong ruột á, nó hư nè cả nhà. Nè, nó hư nè. Đó. Cho nên là mình phải tách ra. Tách ra từng tép như nè. Tiếp tục mình làm hoài vậy đó cả nhà. Như chẳng hạn như mấy cái củ này nè cả nhà, nó hư nè. À, mình phải tách cái phần tép, mấy cái tép hư này ra nè cả nhà. Để thôi nó hư lây luôn á nha cả nhà. Mấy cái tép này mà về mà mình không tách ra, mình phơi nắng là nó hư hết trơn rồi cả nhà ơi. Củ này chà bá nó cũng hư cái tép này hết sức bự luôn cả nhà. Đi theo hai tép luôn nè cả nhà. Nó hư một tép là bắt đầu là mình không có coi tới là nó hư tiếp theo nè cả nhà, ứ nhẹp rồi cả nhà. Nó thành thử là mình tách ra từ tép gì nữa, mình đem phơi nắng xong rồi cái mình đem đi bảo quản. Ở bên trong á, bên trong nó ướt nha cả nhà. Em đi phơi nắng đó nha cả nhà, mình phải chải ra gì nè cho nó đều nhau gì nè, mình phơi nắng nó mới mau khô nha cả nhà. Đó, mình đang phơi nắng đó nha cả nhà. Phơi nắng cho thiệt là khô. Xong rồi á, mình đi bảo quản. Cái mâm tỏi của mình lấy vô rồi nè cả nhà. Nè, mình phơi hồi xế trưa tới bây giờ đó cả nhà. Đó, bây giờ nó khô rồi nè, nó còn nóng luôn đó cả nhà. Mình bảo quản ăn như vậy nè rất là lâu luôn. Cả nhà nghe không, cái vỏ nó giòn luôn á. Trước khi mình bảo quản thì mình để cho tỏi nó thật là nguội nha cả nhà. Nếu mà nóng này mà mình đem đi bảo quản thì nó sẽ ra mồ hôi và dễ hư cái tép tỏi của mình hơn. Mình nên để nguội, thiệt là nguội, xong rồi mình
đi bảo quản nha cả nhà. Cách này là tốt hơn khi mình bảo quản còn nóng. Em có cái keo mủ nè cả nhà. Bây giờ mình mở ra mình bỏ vô và bảo quản thôi nha cả nhà. À, mình chỉ cần này thôi. Ăn rất là lâu luôn cả nhà. Cái này mùa dịch này mình đi mua đồ cũng khó khăn lắm. Một ký tỏi em lột ra có bao nhiêu nè cả nhà. Đạm hồi nó rớt xuống hết trơn. Bỏ trên cái ghế nó lắc lư lắc lư. Đây. Một ký nè, đúng luôn. Đúng cái keo mình chuẩn bị luôn. Một ký nè cả nhà, đúng cái keo mình chuẩn bị luôn. Thì cái cách mình muốn dự trữ tỏi lâu dài thì mình nên làm cách như em gì nha cả nhà. Ăn rất là lâu luôn á. Cả nhà thấy không? Rồi video của em đến đây hết nha cả nhà. Nếu cả nhà thấy yêu mến kênh thì hãy like, chia sẻ, đăng ký để ủng hộ tinh thần em nha cả nhà.